giờ này già cả hay sao á mà chạy xe đau lưng thiệt. Biết là có phải là do cái hệ thống phục trước sau mình cấu hình nó không có được đúng, có thể là quá cứng hoặc là quá mềm, nó không phù hợp với cái thể trạng hiện tại của mình. Mình cảm giác là rất là đau lưng nha. Hiện tại thì mình đang đi phục ở mức tương đối là cứng hơn so với lúc mà người ta chỉnh cho từ trong hãng ra. Bây giờ thấy con Triumph Tiger 900 quá là ngon luôn. Nếu mà mình chưa mua chiếc xe này chắc mình sẽ cố gắng dồn tiền để mua con Tiger 900 bản bay. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thì mình mua chiếc xe này đây khoảng một năm trước thì làm sao mà biết được Triumph nó sẽ ra mẫu mới. Hên xui thôi, lúc nào mình có thì có tiền lúc nào thì đập lúc đó thôi, chứ biết nó ra được con xe ngon thì chắc chẳng bao giờ mua được con xe nào đâu. Tại vì cứ đợi nó ra được con xe ngon thì lại biết nó sắp sửa ra một con xe ngon hơn, thế là lại chạy đợi. Cứ có lúc nào thì chờ lúc đó thôi, chứ đợi chờ thì biết tới bao giờ. Công nhận là với con Triumph Tiger 900 phiên bản bay á, chỉ có mức giá tầm khoảng 369 triệu thì quá là hấp dẫn. Vì sao ra thì nếu con xe này đang được chào bán hiện tại ở mức khoảng 188 triệu thì con Triumph 900 là sức mạnh hơn gấp đôi, cả về HP lẫn torque, nhiều hơn một máy, ba máy so với hai máy. Thực ra thì nếu mà đi dạng như là đi những cung đường dài với địa hình hỗn hợp thì hai hay ba máy thì nó cũng như nhau cả thôi. Ý là không phải là nó không phải là một vấn đề gì đó nó quá quan trọng, tại vì chính con BMW GSA GS 1250 một GSA 1250 hoặc đầu bảng của Honda là Africa Wind CRF 1100 thì nó cũng chỉ có hai máy thôi. KTM 1290 cũng chỉ hai máy. Và các bạn thì những chiếc xe nào đã xác định là nó có hơi hướng adventure trong đó thì nó chỉ loanh quanh ở mức hai máy. Có Triumph Tiger thì làm ba máy, duy nhất dòng Tiger Triumph làm những con mà nó có hơi hướng đi adventure mà lại làm ba máy. Ngày xưa thì những con 800, Tiger 800 thì nó thiên về tầm touring nhiều hơn là đi adventure. Nhưng mà Tiger 900 thì nó đã có những cái phiên bản mà nó thuần adventure hơn, như
Và nó có 3 máy thì cái đây là cũng khá là nhiều so với so với những đối thủ khác. Với các bạn thì nếu mình sai thì nhờ các bạn chỉnh lại, nhưng mà ít máy thì nó sẽ cho cái tọt rất là lớn vì cục xi lanh của nó rất là bự. Mà bạn tưởng tượng là 1000cc mà chia làm 2 là 500 đúng không, thì mỗi cục xi lanh của nó là 500. Nếu nó là 3 máy thì mỗi cục xi lanh của nó sẽ là 333. Xe càng ít máy thì mà cc càng lớn thì tọt nó càng bự thôi. Đổi lại thì xe mà nhiều máy thì đâm hậu rất là tốt. Cho đây thử. Đâm hậu tốt, ngoài ra thì nhiều máy thì nó sẽ cho cái tiếng bô hú rất là phấn khích, mà chúng ta vẫn thường hay nghe mấy cái con Z1000 thần thánh, Z1000 cho nó gọn, tại vì ai cũng biết Z1000 là con nào. R1, Yamaha R1, CBR1000, 1000R, 1000RR, 1000RRR. Không biết là khi sắp tới Honda nó dự định nó sẽ tạo ra một cái phiên bản CBR1000 mà 4 chữ R không? Hiện tại là đã có 3 chữ R rồi. Lan man nãy giờ mình quay lại với con Jam Tiger. Con Jam Tiger 900 phiên bản bay thì phiên bản bay so với những phiên bản khác rẻ hơn khá là nhiều. Phiên bản kế tiếp của con bay là GT thì nó đắt hơn so với bay tới 50 triệu mà đánh thêm thuế nữa. Phí thuế này nọ cũng phải, thì cái lúc mà ra biển chênh lệch của nó phải lên tới 60 triệu, gần 60 triệu. Đổi lại thì so với những phiên bản mắc tiền hơn thì bay nó sẽ bị cắt đi một vài thứ, là màn hình TFT nhỏ hơn. Chuyện này nó cũng chẳng là vấn đề gì, tại vì được màn hình TFT tầm khoảng 4-5 inch trở lên là cảm thấy là ngon rồi. 6.5-7 inch thì ngon đó, nhưng mà có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Hai chế độ chạy là đường khô và đường ướt. So với những phiên bản khác là 5 hoặc 6 chế độ chạy, cũng chẳng có vấn đề gì. Hai chế độ chạy thì đã là nhiều rồi. Hai là số nhiều mà. So với con xe này thì không có chế độ chạy gì thì như vậy là quá ngon.
Chỉ có hai chế độ chạy, không có sưởi ấm tay lái. Ở khí hậu miền Nam Việt Nam thì cái đó thì cũng chẳng có vấn đề gì, không có sưởi ấm yên y chang như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Phuộc upside down của Maserati mà không có tùy chỉnh được phía đằng trước. Không sao, upside down là ngon rồi. Còn sau này có tiền thì đập cái phuộc khác vô. Phuộc phía đằng sau là phuộc Maserati, điều chỉnh được bằng bằng cơm, ok vậy cũng được, không có vấn đề gì. Miễn là nó dễ điều chỉnh chứ. Tất nhiên con xe này thì phuộc nó cũng không đến nỗi tệ, nhưng có vấn đề là nó cái phuộc sau nó quá khó điều chỉnh đi. Mỗi lần điều chỉnh đó là phải dừng xe, mở cốp, lấy đồ nghề, xong rồi vặn 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 phía bên trong là cực kỳ khó vặn luôn nha. Nếu mà không có băng keo để dán hai cái phần cái cạo phuộc đó thì thôi thua luôn, cứ đụng vô là rơi ra. Đó thì bữa hôm nhìn sơ sơ thấy con trai ông 900, cái phần chỉnh phục của nó khá là dễ dàng, ok, tiện, ngon. Rồi có gì nữa, một số thứ bị cắt giảm đi, ví dụ như là đèn sương mù, sương mù, nói chung nó cũng là nhỏ. Bây giờ rồi nút bấm không có đèn led phía dưới cũng chẳng sao cũng không phải là vấn đề gì quá quan trọng, thì có vì số lượng nút bấm của nó không có nhiều, nó không có làm choáng ngợp như một như mấy cái mẫu xe khác, như là thằng Africa Twin CLF 1100. Cái cầm công tắc của nó nhìn choáng luôn. Cầm công tắc của nó trên một cầm nó phải mười mấy nút. Hoặc là GSA 1250 hoặc là GS 1250. Những chiếc xe đó thì mới cần, chứ với một chiếc xe đơn giản như kiểu Tiger 900 mà phiên bản bay thì chắc cũng không không cần nhiều nút như vậy đâu. Mình không cần thiết phải nhớ với, nhưng mà rồi thêm nữa là quá nhiều nút á, lại phải mò 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 lúc chạy đó, rất là nguy hiểm. Ít nút thôi, có gì thì dừng lại chỉnh thì cũng nó sẽ an toàn hơn. Rồi thì đã coi đó, cũng không có gì nhiều, thì nó bị cắt đi là chống đổ, rồi đèn sương mù, phuộc dở hơn vậy thôi, đó nó là vậy. So với những phiên bản như là GT là 416, 419, GTR là thêm hai ba chục triệu nữa. Rồi phiên bản Rally là 429, rồi Rally Raw là khoảng 489, thì phiên bản bay thực sự là một cái bước đệm khá là tốt, một cái bước, một cái tầm. Nói chung đó thì với một con xe 900cc mà thương hiệu Triumph, thương hiệu rất là mạnh. Mặc dù nó vẫn làm xe ở Ấn Độ, nhưng mà về cơ bản thì đó vẫn là một thương hiệu mạnh, một cái thương hiệu xe châu Âu, vẫn được xếp chung dòng với chung mâm với cái kiểu xe châu Âu, KTM, Ducati, BMW. Royal Enfield thì không nói tới, Royal Enfield thì nó Ấn Độ quá rồi. Bây giờ
nó gần như là xe Ấn Độ rồi chứ không phải là xe Anh nữa. Moto Guzzi thì mặc dù không có nhiều xe lắm, nhưng mà những mẫu xe đều rất là nổi bật. Khá là hợp lý. Bù lại thì tiền bảo dưỡng rồi phụ tùng nó đắt đỏ thì cái đó là phải chịu thôi. Mình chạy theo thương hiệu mà, thì mấy cái đó thì đương nhiên là phải chấp nhận.